cô ấy bị mất trí nhớ. Anh phải ở lại chăm sóc cho cô ấy. Em biết anh khó dứt khoát, nhưng phải chấp nhận chuyện này thì thực sự rất khó. Em chờ anh được không? Chồng ơi, em đang mệt, sao lại xuống đây làm gì? Em đi tìm anh, nhưng mà em thấy anh đứng với cổ. Cổ là ai vậy? À, cổ là hàng xóm nhà mình, nãy em mới gặp rồi mà. À, cổ hàng xóm xinh đẹp. Nhưng mà sao anh đứng với cổ vậy? Bộ anh thích cổ hả? Sao không trả lời em? Bộ anh thích cổ hả? Anh thích cổ đúng không? Em bình tĩnh nghe. Anh với cổ có mối quan hệ gì vậy? Em bình tĩnh. Anh nói cho em biết đi. Em đang bị bệnh, em bình tĩnh nghe. Nhưng mà anh với cổ có mối quan hệ gì, em nói cho em biết. Cô ấy là bạn gái của anh. Mà nói đúng hơn á, cổ là người mà anh đang theo đuổi, nhưng mà vẫn chưa được chấp nhận. Vậy cô phải giữ ảnh kỹ nha, ảnh đào hoa lắm á. May quá, vậy là em vẫn còn nhận ra anh. Vậy mà anh cứ tưởng là khi em hồi phục, em chỉ nhớ mỗi Hy Đông thôi chứ. Dù sao, anh cũng chúc mừng em vì đã bình phục nha. Em cảm ơn anh. Chồng ơi, em mệt quá. Em mệt rồi. Vậy để anh đưa em về hả? Anh định rủ em đi làm vài ly. Đi thôi, em cũng đang muốn uống. Ráng khỏe, rồi hai vợ chồng mình đi du lịch với nhau nha. Em ăn nhiều vô đi. Anh, hồi nãy em thấy anh Hoàng với cô gái đó nhìn hợp nhau ha. Anh có thấy vậy không? Sao anh không trả lời? Bộ anh không thích anh Hoàng có bạn gái hả? Hay là gì lý do vậy? Hiện tại lúc này không nghĩ được chuyện gì khác ngoài công việc cả. Em biết lý do rồi. Chẳng qua là tại anh không muốn nói chuyện với em thôi. Em xin lỗi, em lỡ tay. Mà kỳ lạ ghê ta. Sao đàn ông làm việc cái Khánh Minh ai cũng ngoan ngoãn một cách kỳ lạ. Ở đây có khách hàng, chị ăn nói ý tứ chút xíu đi. Lỡ người ta nghe được, người ta hiểu lầm thì sao? Chị đang khen sếp của em đó. Em không thấy vậy sao? Chồng sắp cưới bị hủy hôn mà vẫn còn đeo bám. Đến sếp của mình có vợ rồi mà vẫn si mê. Còn bây giờ đến cả anh Tùng Minh nữa. Đã ở suốt 3 năm vậy mà mới gặp sếp em có vài lần, đã chịu khăm bách rồi. Tài giỏi thiệt nha, đáng khen, đáng khen. Chị nói vô đây 5 phút thôi đúng không? Giờ hết thời gian rồi đó, chị đi về chưa? Chị nghĩ là chị đi được rồi. Chị coi đủ rồi. Mọi người làm việc vui vẻ nha.
Chị ơi, em còn chụp bộ nào nữa không? Chúng tôi đã giới hạn người tới buổi chụp hình theo yêu cầu của cậu. Thì tôi nghĩ là cậu cũng nên hạn chế đem theo nhiều người quá. Xe tới chưa? Dạ, chị thông cảm. Tài xế báo là kẹt xe do trên đường có tai nạn. Yêu cầu ekip đem xe để chở mình về. Cái này thì không có trong điều khoản. Với lại là em nghĩ là họ không dễ dàng chấp nhận cho mình vậy đâu chị. Em cứ làm theo ý của chị. Nếu như mà bên đây họ không đáp ứng được thì hủy hợp đồng. Dạ chị ơi, bên mình có sẵn xe không chị? Xe của em gặp sự cố. Với lại anh Tùng Minh thì muốn về nhà nghỉ ngơi sớm. Cho nên là... Ngồi quận, công ty mình vừa tất cả các xe đem đi công tác hết rồi. Gấp vậy đâu có giải quyết được đâu. Hay là mình cứ cho Tùng Minh đi taxi về ha? Không được. Ngôi sao Tùng Minh không thể đi taxi về được. Thôi được rồi, tài xế riêng của em cũng sắp tới. Có gì là em sẽ nói là tài xế đưa ekip của anh Tùng Minh về trước ha. Chuyện nhỏ mà. Nghệ sĩ lớn không có đùa được đâu nha. Em nói thiệt chứ đùa cái gì. Bao lâu nữa, bao nhiêu thứ đã hứa bỗng dư thừa. Nếu em vẫn yêu dư thì tình yêu có đẹp